Xin kính chào quý khán giả và các đồng chí. Đó là những tin tức nổi bật sẽ có trong bản tin quốc tế ngày hôm nay của chúng tôi. Và tôi là Phương Thúy. Ngay sau đây xin mời quý khán giả và các đồng chí cùng đến với phần điểm tin tức quốc tế vừa được chúng tôi cập nhật. Quân đội Hàn Quốc sáng nay cho biết Triều Tiên đã phóng các tên lửa đạn đạo tầm ngắn và đã bay được khoảng 360 km trước khi rơi xuống vùng biển Nhật Bản. Lực lượng bảo vệ ở bờ biển Nhật Bản cũng xác nhận các tên lửa của Triều Tiên đã rơi xuống khu vực ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước này và không gây bất cứ thiệt hại nào. Seoul và Tokyo hiện đang phân tích các thông tin liên quan và nâng cao cảnh giác. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua đã tới thị sát tại khu vực thung lũng Jordani chiếm đóng ở khu bờ Tây và cam kết sẽ tăng cường kiểm soát biên giới phía đông với Jordani thông qua việc xây dựng một hàng rào kiên cố. Động thái này diễn ra chỉ 2 ngày sau khi một đối tượng Jordani nổ súng khiến một công dân Israel thiệt mạng ở cửa khẩu giữa khu bờ Tây do Israel kiểm soát với Jordani. Các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO đã tiến hành cuộc tập trận chung tại Kyrgyzstan. Cuộc tập trận có sự tham gia của khoảng 1.500 quân nhân và 300 vũ khí, bao gồm máy bay, nhiều thiết bị bay không người lái, tàu chiến và thiết bị phòng không. Bộ Quốc phòng Kazakhstan cho biết cuộc tập trận này nhằm mục đích tăng cường khả năng tương tác chiến thuật và nâng cao hiệu quả chiến đấu của quân đội trong trường hợp xảy ra tình huống khủng hoảng trong khu vực. Bộ Quốc phòng Australia hôm nay đã tiến hành tước huân chương đối với các chỉ huy phụ trách các đơn vị có binh sĩ liên quan đến tội ác chiến tranh và hành vi vi phạm phạm pháp tại Afghanistan. Quyết định là một biện pháp nhằm giải quyết những sai lầm trong quá khứ của quân đội nước này. Các báo cáo hồi năm 2020 đã chỉ ra bằng chứng về việc sát hại 39 thường dân Afghanistan do lính đặc nhiệm Australia gây ra từ năm 2005 đến năm 2016. Bão Francine hôm qua đã đổ bộ vào khu vực miền Nam Hoa Kỳ, khiến chính quyền địa phương phát cảnh báo về lũ lụt và chiều cường có thể đe dọa tính mạng. Các doanh nghiệp đã đóng cửa tránh bão, trong khi người dân tích trữ nhu yếu phẩm. Quân đội Hoa Kỳ đang tiếp nhiên liệu cho các phương tiện để chuẩn bị ứng phó với cơn bão, huy động trực thăng, thuyền và nhu yếu phẩm để sơ tán và tìm kiếm cứu nạn. Do ảnh hưởng của bão Yagi, miền Bắc Thái Lan hứng chịu lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng, khiến 4 người thiệt mạng. Giới chức Thái Lan đã cảnh báo về khả năng xảy ra mưa lớn và lũ quét từ ngày 13 tới ngày 18 tháng 9. Mưa lớn từ bão Yagi cũng gây thiệt hại lớn ở miền Bắc Lào. Quân đội Lào đã huy động 4 máy bay và 14 chiếc thuyền để giúp đỡ những gia đình bị ngập lụt, đồng thời tích cực tham gia sơ tán những người bị thương đến bệnh viện và đảm bảo an toàn cho người dân. Hoa Kỳ hôm qua đã tổ chức lễ tưởng niệm gần 3.000 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công vào Trung tâm Thương mại Thế giới và Lầu Năm Góc ngày 11 tháng 9 năm 2001. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và hai ứng cử viên tổng thống là bà Kamala Harris và ông Donald Trump đã cùng tham dự sự kiện này. Tại đây, bà Harris và ông Trump đã bắt tay và có cuộc trao đổi ngắn, dù trước đó cả hai vừa trải qua cuộc tranh luận căng thẳng. Tàu vũ trụ Soyuz MS-26 của Nga hôm qua đã ghép nối thành công với trạm vũ trụ quốc tế ISS, giúp đưa 3 thành viên phi hành đoàn gồm một người của NASA và 2 phi hành gia người Nga lên không gian. Cơ quan vũ trụ Nga cho biết trong sứ mệnh kéo dài 202 ngày lần này, 3 phi hành gia trên sẽ triển khai 42 thí nghiệm khoa học, trong đó 3 thí nghiệm lần đầu tiên được tiến hành và họ sẽ trở về trái đất vào ngày 1 tháng 4 năm sau. Hôm qua trong chuyến thăm Ukraine, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Ngoại trưởng Anh David Lammy đã công bố khoản viện trợ kinh tế và nhân đạo mới với tổng trị giá gần 1,5 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Phát biểu họp báo ở thủ đô Kiev, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết Hoa Kỳ sẽ viện trợ kinh tế và nhân đạo 717 triệu đô la Mỹ cho Ukraine, trong đó 325 triệu đô la Mỹ dành cho các nguồn năng lượng mới, 290 triệu đô la Mỹ viện trợ nhân đạo và 102 triệu đô la Mỹ cho hoạt động rà phá bom mìn.
chúng tôi vẫn giữ nguyên cam kết với Ukraine, không chỉ đảm bảo rằng Ukraine có thể tự phòng thủ mà còn có thể tự đứng vững trên các mặt từ quân sự, kinh tế hay dân chủ, đảm bảo con đường mà người dân Ukraine đã lựa chọn hướng tới sự hội nhập sâu rộng vào cộng đồng châu Âu, Đại Tây Dương. Về phần mình, Ngoại trưởng Anh David Lammy cũng thông báo khoản viện trợ kinh tế trị giá 600 triệu bảng, tức khoảng 782 triệu đô la Mỹ cho Ukraine, chưa kể hàng trăm vũ khí phòng không mới sẽ được cung cấp cho Kiev trong năm nay. 600 triệu bảng hỗ trợ sẽ bao gồm 242 triệu bảng ngay trong năm tài chính này dành cho hoạt động nhân đạo, năng lượng và bình ổn nhu cầu, cũng như hỗ trợ cải cách, phục hồi và tái thiết. Trước đó, hai quan chức đã thực hiện hành trình kéo dài 9 tiếng đi tàu từ Ba Lan đến Kiev. Đây là lần thứ 5 ông Blinken đến thăm Kiev kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra hồi đầu năm 2022. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm giao tranh giữa Nga và Ukraine diễn ra căng thẳng sau khi Kiev phát động cuộc tấn công bất ngờ vào khu vực Kursk của Nga cách đây hơn một tháng. Đáng chú ý, các nguồn tin của cả Nga và Ukraine cho hay quân đội Nga có dấu hiệu khởi động chiến dịch phản kích lớn đầu tiên và đã đạt được một số thành công hôm 10 tháng 9 nhằm thọc sâu vào phòng tuyến của Ukraine ở tỉnh Kursk, nhắm mục tiêu đánh bật lực lượng này ra khỏi tỉnh biên giới của Nga. Còn tại mặt trận miền đông Ukraine, Nga đang áp sát trung tâm hậu cần chiến lược Pokrovsky. Tuy nhiên, quân Nga được cho là đã thay đổi chiến thuật khi không đánh trực diện mà mở rộng mặt trận về phía nam và đe dọa bao vây quân đội Ukraine giữa Pokrovsky và thị trấn Kurakhove. Người dân Ukraine cũng chuẩn bị phải đối mặt với một mùa đông khắc nghiệt nhất kể từ khi xung đột bùng phát do các cơ sở hạ tầng năng lượng chịu nhiều thiệt hại. Giới quan sát đang cảnh báo về một cuộc di cư hàng loạt của người Ukraine khỏi những ngôi làng không có điện và hệ thống sưởi ấm trong những tháng tới. Hiện Ukraine phải phụ thuộc vào 3 nhà máy điện hạt nhân và điện nhập khẩu từ các nước Liên minh châu Âu EU. Trước đó, EU cũng đã huy động hơn 500 triệu euro để xây dựng lại các nhà máy điện bị hư hại và cung cấp máy phát điện dự phòng cho các bệnh viện, trường học và các cơ sở hạ tầng quan trọng khác của Ukraine. Trong khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ và Anh tới Kiev, truyền thông Anh đưa tin London có thể sẽ bật đèn xanh cho Ukraine trong việc sử dụng tên lửa tầm xa tấn công vào lãnh thổ Nga. Động thái tương tự cũng được truyền thông Hoa Kỳ đưa ra ngay trước chuyến đi của ông Blinken. Tuy nhiên, những bước tiến của Nga trên thực địa và cuộc xung đột bước sang năm thứ ba chưa có hồi kết. Chuyến đi của quan chức phương Tây tới Kiev còn nhằm mục đích khác. Theo nhật báo Phố Wall, mục đích của chuyến thăm Kiev là để thảo luận về cách định nghĩa chiến thắng của Ukraine và xác định những hỗ trợ cần thiết để đạt được mục tiêu đó. Các cuộc đàm phán này cũng chỉ ra một nguồn căng thẳng liên tục giữa Kiev và phương Tây, cân bằng giữa việc đẩy các lực lượng Nga khỏi Ukraine với thực tế chiến trường. Theo các quan chức châu Âu, một chiến thắng hoàn toàn của Ukraine sẽ đòi hỏi viện trợ lên tới hàng trăm tỷ đô la Mỹ, điều mà cả Washington và châu Âu đều khó có khả năng cung cấp. Trước những bước tiến quân của Nga ở miền Đông và sự xa lầy của Ukraine ở Kursk, Hoa Kỳ và phương Tây dù vẫn ủng hộ Ukraine, nhưng họ muốn Tổng thống Zelensky đưa ra kế hoạch rõ ràng về những gì có thể đạt được trong năm tiếp theo của cuộc chiến. Các cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh có thể có thay đổi về chính sách cung cấp vũ khí cho Ukraine. Theo đó, tờ Người bảo vệ của Anh ngày 11 tháng 9 dẫn các nguồn tin chính phủ ẩn danh cho biết London đã bật đèn xanh cho Kiev sử dụng tên lửa Storm Shadow để tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Trước đó, chính quyền Washington hôm 10 tháng 9 cáo buộc Iran chuyển giao tên lửa tầm xa cho Nga, điều mà cả Tehran và Moscow đều phủ nhận. Tờ báo Anh cho rằng đâu là sự báo hiệu về một sự thay đổi tiềm tàng của Washington trong việc cho phép Kiev sử dụng tên lửa ATACMS tầm xa chống lại Nga. Trong tuyên bố tại Kiev, Ngoại trưởng Blinken cho biết ông đang cố gắng hiểu rõ nhu cầu hiện tại của Ukraine và mục tiêu cụ thể mà họ muốn đạt được nhằm báo cáo lại với Tổng thống Biden. Ông nói thêm rằng Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Thủ tướng Anh Keir Starmer sẽ thảo luận về vấn đề tên lửa vào ngày 13 tháng 9 tại Washington. Trong khi đó, cả Nga và Ukraine đều tuyên bố sẵn sàng cho một cuộc ngừng bắn hoặc đàm phán hòa bình, nhưng điều kiện của hai bên hiện còn rất xa nhau. Trong bối cảnh này, các nhà ngoại giao phương Tây cho biết chuyến đi của các ngoại trưởng Blinken và Lammy không phải nhằm ép buộc Ukraine đàm phán, mà là để định hình lại chiến lược một cách thực tế hơn.
Chắc chắn một kết cục được đàm phán là kết quả có khả năng xảy ra nhất ở đây. Nhưng khi điều đó xảy ra và trong những điều kiện và hoàn cảnh nào sẽ tùy thuộc vào Tổng thống Zelensky. Đề xuất hòa bình mới theo kế hoạch của Tổng thống Zelensky cũng phản ánh sự điều chỉnh chiến lược của Ukraine. Thay vì chỉ tập trung vào việc giành lại toàn bộ lãnh thổ trước khi đàm phán, Kiev đã xem xét các cuộc đàm phán với Nga về việc hạn chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy số người Ukraine ủng hộ đàm phán hòa bình ngày càng tăng. Theo giới quan sát, một kịch bản chiến thắng hiện nay vẫn khá khó đoán với cả hai phe xung đột. Ukraine nếu kiên quyết kháng cự thì cái giá phải trả là thương vong khổng lồ. Trong khi Nga, dù có nhiều lợi thế quan trọng, nhưng việc kéo dài xung đột cũng đẩy Moscow vào một số bất lợi. Theo đó, hiện có 4 nhân tố có thể khiến xung đột vũ trang Nga-Ukraine có khả năng chấm dứt trong năm tới 2025. Nhân tố thứ nhất là cuộc đột kích của Ukraine vào Nga tại tỉnh Kursky. Về ngắn hạn, cuộc đột kích này có tác động rất mạnh, đưa chiến sự vào bên trong lãnh thổ Nga và cho thấy Nga có nguy cơ bị tấn công ngay tại chỗ. Bước phát triển này có thể tạo thêm áp lực bên trong chính trường Nga. Cuộc tấn công ít nhiều cũng khích lệ tinh thần binh sĩ Ukraine. Cuộc đột kích cũng làm chậm lại đà suy giảm trong sự ủng hộ chính trị của phương Tây cho Ukraine trong cuộc đối đầu quân sự với Nga. Nếu đủ sức giữ các vùng vừa chiếm được tại Kursky, Ukraine có một lá bài để mặc cả trong các cuộc đàm phán tương lai. Nhân tố thứ hai nằm ở chính mức độ rủi ro cao trong cuộc đột kích này của Ukraine. Theo đó, Kiev đã rút khoảng 10.000 quân ra khỏi những vị trí phòng thủ quan trọng ở miền đông, từ đó tạo điều kiện cho Nga tiến quân ở những khu vực này, đặc biệt tại mặt trận Porovsky ở Donetsk. Bên cạnh đó, Nga còn tập trung đánh phá cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, đặc biệt là các trạm điện và nhà máy phát điện. Hậu quả là năng lực cấp điện của Ukraine chỉ còn 12 tiếng mỗi ngày, từ đó tạo gánh nặng cho cuộc sống của dân thường Ukraine và khiến người dân nước này giảm bớt sự ủng hộ dành cho nỗ lực của chính phủ Ukraine theo đuổi cuộc chiến. Nhân tố thứ ba là những lựa chọn dành cho cả Nga và Ukraine nhằm leo thang chiến sự ở thời điểm này đều rất giới hạn và rủi ro. Ukraine mong muốn sở hữu số lượng lớn vũ khí tầm xa để đe dọa Nga, thậm chí mong có sự tham gia trực tiếp của NATO. Nhưng kịch bản này có thể biến thành xung đột trực tiếp giữa Nga và phương Tây. Về phần mình, Nga đã nhiều lần bóng gió về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, động thái này chứa đựng nguy cơ trên nhiều mặt trận và ít có khả năng được Nga triển khai, trừ phi trong những tình huống vô cùng đặc biệt. Lựa chọn thực tế là các bên dàn xếp mâu thuẫn có thể sớm hoặc lâu. Nhân tố cuối cùng là dư luận ở phương Tây đã không còn ủng hộ sự kéo dài vô thời hạn của cuộc xung đột hiện nay. Đặc biệt, Hoa Kỳ chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử tổng thống và dù ai chiến thắng cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới sự ủng hộ của Washington cho Kiev. Trong khi đó, tại châu Âu, nước Đức vừa chứng kiến sự thắng thế của những nhóm chính trị phản đối chiến sự ở Ukraine sau cuộc bầu cử gần đây. Theo đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã công bố quyết tâm thúc đẩy một giải pháp hòa bình thông qua một hội nghị hòa bình mới có sự tham gia của Nga. Thưa quý khán giả và các đồng chí, trong các thảm họa thiên tai hiện nay, sức mạnh của khoa học và công nghệ đang giúp nhiều quốc gia trên thế giới cải thiện đáng kể hiệu quả của công tác cứu hộ cứu nạn. Ngoài ra, công nghệ cũng hỗ trợ giới chức các nước chủ động giải quyết những thiếu sót trong quản lý rủi ro và thách thức. Thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả và các đồng chí. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Tại trận lũ mùa hè năm 2020 tại Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, nhờ có thiết bị bay không người lái, lực lượng cứu hộ địa phương đã tiếp cận và đưa được dây thừng kéo người bị nạn mắc kẹt giữa dòng lũ lớn đến nơi an toàn. Ở những khu vực gần như không thể tiếp cận, máy bay không người lái, cung cấp nước và thực phẩm, thực hiện những phần việc có độ rủi ro, nguy hiểm cao. Trong khi đó ở Indonesia, khi một thảm họa thiên tai xảy ra, người dân có thể đăng nhập vào mạng xã hội, đăng bài viết, gắn thẻ sáng kiến Peta Penkana.